bà xã quyền linh nói gì trước tuyên bố giải nghệ của chồng xuất thân trong một gia đình nghèo đông con ở vùng đất vĩnh kim tiền giang nên phải khó khăn lắm quyền linh mới vươn tới được đam mê nghệ thuật trong suốt những năm tháng làm nghề anh đã từng bước khẳng định mình qua các vai diễn và chương trình truyền hình mình dẫn dắt nam diễn viên kiêm người dẫn chương trình này còn là tấm gương sáng cho đồng nghiệp và khán giả về lối sống chân thành chừng mực và không hề dính dáng đến thị phi ở thời điểm hiện tại quyền linh đang là ủy viên ban chấp hành hội điện ảnh tp Hồ Chí Minh và là người trẻ tuổi nhất được bầu vào vị trí này. Trước đó, vào năm 2007, anh được Hội Điện ảnh Thành phố bổ nhiệm vào vị trí giám đốc hãng phim gia đình. Bởi lẽ đó, khi quyền linh tuyên bố sẽ giải nghệ trong buổi livestream giao lưu cùng người hâm mộ đã khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả cảm thấy sốc. Nam diễn viên kiêm người dẫn chương trình gốc Tiền Giang cho biết lịch trình làm việc liên tục khiến bản thân mệt mỏi, lại gặp những thị phi không đáng có khiến anh chán nản cảm thấy áp lực nên có ý muốn tạm dừng các hoạt động showbiz để nghỉ ngơi có lẽ hết năm nay tôi sẽ nghỉ hết tôi chán và mệt mỏi quá rồi càng làm càng bị trách nhiều quá đôi khi tôi ngẫm nghĩ ủa mình làm để làm gì mà cứ bị trách hoài và rồi cũng đến lúc phải dừng lại trong showbiz tôi có thể chơi với bất kỳ ai tôi chỉ biết đi quay làm chương trình rồi đi về vui vẻ với tất cả mọi người tôi chẳng gồng mình sống đúng với bản thân vẫn mang dép Quần sọc, áo thun, chạy xe máy cà tàng đi làm nhưng vẫn có nhiều người không thích quyển linh tâm sự. Nam MC vượt lên chính mình bộc bạch thêm rằng nhiều người bảo tôi ham tiền, ham danh, ham vọng. Thật sự bây giờ tôi chẳng ham gì nữa vì đời biết ngày mai ra sao. Đến tuổi tôi, giờ cũng không cần danh nữa. Nói không cần tiền cũng không đúng. Nhưng bây giờ tôi cũng đã đủ rồi. Tôi có cuộc sống hạnh phúc, không cần phải bon chen. Hiện tôi làm vì xã hội là nhiều. Tôi chỉ tiếc việc xã hội nên đi rất nhiều. Trước chia sẻ của Quyền Linh, nhiều người như vợ Quyền Linh là chị Dạ Thảo, đạo diễn Quyền Lộc, em trai Quyền Linh, NSND Kim Cương, sứt Lân Bích, sứt Hạnh Thúy, sứt Trịnh Kim Chi, cũng lên tiếng chia sẻ, động viên đồng nghiệp tiếp tục với nghề. Bà xã Quyền Linh nhắn nhủ chồng, Ba Linh hãy giữ gìn sức khỏe và đừng để tâm quá nhiều đến những lời tiêu cực, phiến diện. Nhé! Ba và mẹ gặp nhau đã gần 19 năm rồi hơn ai hết, ba hiểu rằng, mẹ đã luôn cố gắng chu toàn việc nước, việc nhà để ba yên tâm công tác, sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh. Chúng ta đã cố gắng hết sức nên không có gì phải nuối tiếc, ba nhé. Cả nhà luôn ủng hộ ba. Dứt Bích Lân cũng bày tỏ, ông cảm thấy bức xúc và xót xa trước những lời nặng nề mà một số cư dân mạng nhắn gửi quyền linh. Ông cho rằng, là người từng tham gia cùng nghệ sĩ quyền linh hai chương trình từ thiện ông thấy không thể im lặng trước những lời nhận xét thiếu chân thực và mang đầy sự ác cảm đối với nam nghệ sĩ từ xưa tới nay tôi vẫn đánh giá quyền linh là một cậu em đầy năng lực giàu nhiệt huyết và bản lãnh trong công việc vì cộng đồng của mình không dễ gì để quyền linh có thể từ bỏ những việc làm từ trái tim mình những công việc thật to lớn quý báu với cộng đồng bà con nghèo ở vùng sâu vùng xa mà anh đã hết lòng công hiến hàng chục năm nay việc có một tấm lòng nhân ái lo lắng giúp đỡ cộng đồng đó thật quý hiếm nhưng ở nghệ sĩ Quyền Linh còn có một khả năng to lớn là anh có sức lan tỏa, biết kết hợp những tấm lòng giàu nhân ái cùng chung tay, góp sức mang những đóng góp cụ thể tới những nơi cần giúp đỡ nhất. Vì thế, có thể nói, với tấm lòng của mình, Quyền Linh đã biết nhân lên thành những con số, những việc nhân đạo lớn lao, có sức mạnh giúp đỡ cộng đồng một cách cụ thể thiết thực nhất. Đã có rất nhiều người nói về công việc của Linh, những khó khăn vất vả và tinh thần khi đến với những mảnh đời khó khăn, tôi không cần nhắc thêm chỉ có điều không thể để vài lời đánh giá chưa thấu đáo mà nghệ sĩ quyền linh bỏ dở công việc của mình thì thật đáng tiếc hãy nhớ tới ánh mắt mong chờ của bà con và những em bé vùng xa những con người mang bệnh tật hiểm nghèo đang khát khao chờ đợi chúng ta quyền linh ơi hãy đứng lên và bước tiếp đạo diễn quyền lộc chia sẻ anh hùng bàn phím ơi các bạn có biết là các bạn ác và nhân tâm lắm không Tôi hỏi các bạn có một diễn viên hay người dẫn chương trình nào từ chối tất cả các lời mời tham gia đóng phim hay các sự kiện mà tìm đến với những mảnh đời bất hạnh không? Các bạn ngồi ở nhà, trong phòng máy lạnh, những ngón tay các bạn đang gõ phím lên án người ta mà các bạn có biết lúc đó, người mà các bạn đang lên án phải phơi mặt dưới cái nắng hơn 30 độ và phải tìm cách nào cho người nghèo hưởng thật nhiều tiền và vượt qua những thử thách mà ban tổ chức đưa ra? Tại sao các bạn không dùng tài năng của mình lên án những hành động thiếu văn hóa như dâm ô trẻ em, ma túy, bảo vệ môi trường, mà các bạn làm mất đi ngọn lửa trong tim của một người hết lòng vì nghề và tâm huyết với những chương trình xã hội để giúp những mảnh đời bất hạnh vươn lên? Sĩ Hồ đạo diễn chương trình, vượt lên chính mình đã cộng tác suốt 13 năm qua với quyền linh cũng cho rằng, cộng đồng mạng là ảo nhưng nỗi buồn lại thật. Đạo diễn này cho biết dư luận chỉ nhìn thấy bề nổi mà chưa từng chứng kiến quyền linh vất vả như thế nào để đem hạnh phúc đến cho hàng ngàn trái tim được phẫu thuật hàng ngàn mảnh đời được kết nối thoát nghèo biết bao nhiêu ngôi nhà được xây và biết bao nhiêu bệnh nhân được đóng tiền viện phí sĩ hồ kể trong mỗi chương trình anh là người khổ nhất trời nắng thì mọi người núp vào dù đội nón được còn riêng anh thì không anh hứng chọn ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào mắt có vài lần hai mắt anh sưng húp không thấy đường phải đưa anh đi cấp cứu còn trời mưa bão thì anh cũng hứng chọn cơn thịnh nộ của thiên nhiên chuyện uống thuốc với anh không tính từng viên mà phải tính bằng túi việc xin tiền bà con tại hiện trường cho nhân vật vượt lên chính mình chương trình không yêu cầu hay đề xuất nhưng đó lại là ý tưởng tuyệt vời của anh quyền linh anh nói cố gắng chút đi xin cho người nghèo được bao nhiêu hay bấy nhiêu và giữa trưa dưới nắng trang trang như thế anh cầm cái nón lá đi góp nhặt từng đồng cho nhân vật từng tờ tiền ân nghĩa ấy luôn luôn có những giọt mồ hôi của nghệ sĩ quyền linh những giọt mồ hôi ấy nó quyện chặt vào nụ cười và gương mặt đen nhẻm của quyền linh tạo nên thật nhiều giá trị yêu thương và lan tỏa trong từng nhịp tim của những người khốn khó sĩ hồ tâm sự hà tùng long nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất